Cái này quen thuộc đúng không? Trọng lượng của mặt trời chiếm 99,86% của toàn thể mặt trời. Ok, ok. Đây là chiếc dương thẳng của trái đất so với mặt trời. Đây là sao Thủy. Có ban ngày, hành tinh nằm dưới 127°C. Có ban đêm, hành tinh chuyển động đảo ngược khoảng 15°. Wow. Oh my god. Sao em không bước đi? Bước. Khi chúng ta ở điểm nhỏ của trái đất này, chúng ta có thể nhìn thấy những gì.